Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau học tiết số 57 ôn tập. Trước khi đi vào bài học, cô trò chúng ta cùng nhau khởi động một chút nhé. Ở đây chúng ta có tất cả là 10 ngôi sao. Những ngôi sao này gọi là ngôi sao may mắn. Chúng ta sẽ chọn bất kỳ một ngôi sao nào đó và trong mỗi một ngôi sao sẽ ẩn chứa một câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi đó. Ngôi sao thứ nhất tương ứng với câu hỏi 1. Các văn bản bài học đường đời đầu tiên, giọt sương đêm vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cô gió mất tên thuộc chủ đề nào? Đó chính là những trải chủ đề những trải nghiệm trong đời. Ngôi sao số 2, câu 2. Cụm từ những ngôi sao xa xôi thuộc về loại cụm từ nào? Đó là cụm danh từ. Ngôi sao số 3, câu 3. Trong mắt giấy mèn thì ngoại hình giấy chất hiện lên như thế nào? Đó là người gầy gò và dài lêu ghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Sao thứ tư, câu 4. Nhân vật trong chuyện đồng thoại phản ánh đặc điểm của những đối tượng nào? Vừa phản ánh đặc điểm của loài vật, vừa thể hiện đặc điểm của con người. Ngôi sao số 5, câu 5. Trước khi chết, dế chất khuyên dế mèn điều gì? Đó là ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm, muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Ngôi sao thứ 6, câu 6. Trong chuyện giọt sương đêm, cánh cứng làm nghề gì? Đó chính là nghề buôn. Ngôi sao số 7, câu 7. Ai đã thông báo cho cụ giáo cóc về sự xuất hiện của bọ dừa? Đó là thần lằn. Ngôi sao số 8, câu 8. Trong chuyện vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cái gì được ví là người đưa đường? Đó là những bông hoa. sao số 9, câu 9. Trong chuyện vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, nhân vật tôi lúc mới tập đoán hoa bằng cách sờ lên chúng, đã đoán đúng loài hoa nào? À, đó là hoa mồng gà và hoa hướng dương. Câu sao thứ 10, câu số 10. Tác giả của chuyện cô giáo mất tên là ai? Đó là xuân Quỳnh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần hình thành kiến thức. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu cho cô nội dung chính của ba văn bản bài học được đời đầu tiên giọt sương đêm vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Ở văn bản bài học được đời đầu tiên, nội dung chính đó là Văn bản miêu tả giấy mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng tính cách kiêu căng, sốc nổi đã gây ra cái chết của giấy chất Và giấy mèn đã rất là hối hận và rút ra cho mình bài học. Nội dung chính của văn bản giọt sương đêm. Văn bản kể về bọ dừa đến xóm bờ rộng để tìm một chỗ trọ. Bọ dừa đã quyết định ngủ tạm ngoài vòm trúc và trong đêm ấy ông đã cảm nhận được những âm thanh, hình ảnh quen thuộc và đặc biệt là giọt sương đêm rơi khiến ông tỉnh giấc, sực nhớ quê nhà và sáng hôm sau ông đã quyết định trở về quê. Nội dung chính của văn bản vừa nhắm mắt vào mở cửa sổ đó là chuyện kể về nhân vật tôi đã được người cha hướng dẫn những cách cảm nhận về cuộc sống. Nhắm mắt sờ từng bông hoa rồi tập đoán ngửi mùi hương và đoán tên những món quà. Qua đó thấy được tình yêu thương của người cha dành cho đứa con. Vậy thì theo các bạn, cách cảm nhận cuộc sống của cả các nhân vật trong ba văn bản trên có gì giống và khác nhau? Giống nhau đó là các nhân vật đều có những trải nghiệm từ cuộc sống và qua các trải nghiệm đó thì mỗi một nhân vật đều rút ra được cho bản thân mình những bài học quý giá. Khác nhau, ở văn bản bài học đường đời đầu tiên thì nhân vật đã trải qua vấp ngã, sai lầm khiến cho bản thân phải ân hận và từ đó thì rút ra được cho mình Bài học Ở văn bản giọt sương đêm, nhân vật đã trải qua một đêm thức trắng và sực tỉnh, nhận ra điều mình lãng quên từ lâu. Đối với văn bản vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, thì nhân vật đã có những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống thông qua những trải nghiệm từ thiên nhiên, từ con người ở chính xung quanh mình. Văn bản bài học đường đời đầu tiên và vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thuộc thể loại truyền động chuyện đồng thoại bởi vì hai văn bản này đều có những đặc điểm đặc trưng của chuyện đồng thoại đó là nhân vật là các loài vật đã được nhân hóa nhân vật mang những đặc điểm sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người và đặc điểm bài văn kể lại trải nghiệm các bạn nhớ cho cô là gồm có 4 đặc điểm. Thứ nhất là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại. Thứ hai là sẽ dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Thứ ba là nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân và thứ tư là sẽ trình bày các sự việc theo một trình tự hợp lý, vừa kết hợp kể vừa tả Bài học kinh nghiệm về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân Thứ nhất là các bạn sẽ hãy xác định được đề tài và lựa chọn được trải nghiệm của bản thân, kỷ niệm sâu sắc, ý nghĩa Thứ hai là nhớ lại những cái việc, sự việc và sắp xếp các ý theo một trình tự câu chuyện hợp lý Vậy thì qua những bài học này, ta hiểu rằng trong cuộc sống, những trải nghiệm sẽ giúp ta có thêm kinh nghiệm sống, cảm nhận thiên nhiên, con người và cuộc sống trọn vẹn hơn. Từ đó thì sẽ giúp cho các em hiểu được những giá trị trong cuộc sống và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn của mình hơn. Phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn đọc và tìm hiểu trước cho cô bài trò chuyện cùng thiên nhiên. Cuối cùng là cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiết học ngày hôm nay và mến chúc tất cả các bạn học tập thật tốt.